cố được đúng không? Anh gắng cố được, không sao. Cố gắng. Thành công. Okay. Hôm nãy kêu bê mười cái. Sao? Tình hình sao? Anh cảm thấy khoai à? Có bước được nữa không? Anh có nước biển vô anh. Có trái cây đấy nha, cố lên nha. Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới một vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, mà chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên xa gian nan ta vươn tới. Rực sáng trên cao vời, ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi, cài vinh quang lên vai những người chiến thắng. Khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã lực lượng cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và đường đến những ngày vinh quang không còn xa. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Đường đến những ngày vinh quang còn đường chúng ta đã chọn.
biển xanh sông trắng tôi nhìn một vòng tự sinh. Trong một cái bài pháp của Đức Phật mà tất cả người con Phật đều phải thực hiện bốn điều này: tứ là bố, chánh là chánh pháp, cần là siêng năng cần mẫn, giống như nhóm tu sinh viên mà thường đi phát tâm làm những công đức lành, làm việc thiện á, cúng dường bố thí, phóng sanh cầu đường, hay là làm tất cả những việc lành, thì Đức Phật cho bốn cái pháp mà chúng ta phải siêng năng để mà chúng ta thực hiện. Không những Phật tử đại gia mà kể cả người xuất gia cũng phải thực hành bốn điều này. Bốn điều này gồm có điều thứ nhất, Đức Phật nói điều ác chưa sanh thì không cho sanh. Có nghĩa trong cái ý niệm của mình là định ở cái tâm, cái tâm của quý tử mà khởi lên một cái điều ác, ví dụ như thấy bạn mình mà có chiếc xe đẹp mà mình không có thì mình chê khen, ví dụ vậy. Hay thấy cái người khó hơn mình khi dễ, thì đó là cái niệm không, niệm ác nó chưa có sanh thì mình không cho sanh. Và nếu cái niệm nó ác nó khởi lên, giống như vừa rồi sẽ nói, nếu nó khởi cái niệm ác mà ganh tị tập đố đối với những người xung quanh mình thì là mình phải sám hối, mình đoạn lắm. Giống như hai cái điều đầu, điều ác chưa sanh thì không cho sanh, có nghĩa là mình giữ cái tâm mình thanh tịnh, không có cho sanh những cái điều xấu quấy ác đối với bản thân, đối với gần nhất là trong gia đình mình, và xa ra là cộng đồng xã hội, và gần nhất là trong cái nhóm của mình đây. Anh em huynh đệ tỷ muội có duyên với nhau thì nên quý kính nhau mà không cho sanh những cái điều ác. Và điều ác lỡ mà như hôm nãy tôi nói, mình lỡ mình khởi cái niềm lên, thấy anh em huynh đệ mình có cái hơn mình hay giỏi hơn mình, hay là có cái sự gì đó, thì mình không có nên tập đố mình đây. Là điều ác đã lỡ sanh rồi thì phải chính mình phải sám hối, rồi mình từ hôm nay trở về sau mình không có tái phạm lại cái lỗi này nữa. Trước khi là điều ác chưa sanh không cho sanh, và điều ác lỡ sanh thì phải sám hối và không tái phạm lại nữa. Và điều thứ ba là điều lành chưa sanh thì làm cho sanh. Dấu này Phật tử đã làm cái điều lành sanh ra, phải không? Là đi bố thí cúng dường, phát cái tâm mình, giữ cái tâm mình khởi lên điều lành, bốn cái tâm mình thì giúp như thanh tịnh. Nhưng mà mình khởi lên cái điều lành hôm nay đi, mà không phải hôm nay mà mãi mãi, mình không có đổi cái tâm này để đi hộ pháp cúng dường tam bảo các nơi chung, mà ở thì giải quý dương tăng ni của duyên ở thải là điên, thì điều lành chưa sanh hôm nay quý vị đã làm cho sanh, và hôm nay tiếp tục trưởng dưỡng cái điều lành này. Tất nhiên điều lành nó đã sanh rồi thì mình phải trưởng dưỡng và phát huy mỗi ngày, mỗi đạt cao mình sẽ trưởng dưỡng cái tâm cho ngày một nó thành tựu, đến kết quả nó càng mỹ mãn, càng tốt đẹp hơn. Nhưng là điều lành đã sanh thì trưởng dưỡng và phát huy. Như vậy hôm nay ở đây hộ pháp cũng vừa ông sư gửi lại cái thứ nhất là cái tướng, thì là cái quà bốn trái bưởi để trên đường đi để giải khát, cái giọng của thanh, phải không? Và thứ hai nữa là một cái pháp mà Đức Phật dạy là bốn điều, quý nữ nhớ ha. Bốn điều là: điều thứ nhất, điều lành chưa sanh không cho sanh, điều lành đã sanh, điều ác chưa sanh thì không cho sanh, điều ác đã sanh thì phải sám hối đoạn tận không tái phạm, và điều lành chưa sanh thì làm cho sanh, và điều lành đã sanh thì phải trưởng dưỡng và phát huy. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. 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 Dạ.